Mến chào các khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Sau một ngày làm việc tràn đầy căng thẳng thì chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái khi đón xem những video của chúng tôi. Còn bây giờ là những tin chính có trong chương trình. Theo thông tin từ các nhà chức trách Trung Quốc cho hay, đỉnh lũ số 3 sông Trường Giang đã cận kề đập Tam Hiệp và một số đê được dự báo sẽ phải căng mình ứng phó. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng tới. Để tính ra thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử hay Trường Giang và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước dâng cao trong thời gian dài vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ. Ủy ban thủy lợi Trường Giang đã nâng cảnh báo cáo lên cấp 2 ở khu vực Tĩnh Giang chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 159,2m tính đến 9 giờ sáng ngày thứ 6 tuần trước, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800m3 mỗi giây, tăng 2.500m3 mỗi giây so với 18 giờ ngày thứ Năm. Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Hồ Bắc kêu gọi các quan chức giám sát chặt chẽ mực nước trên sông Trường Giang, cùng với Nam Hồ và sông cỡ vừa trong tỉnh. Đỉnh lũ số 2 được hình thành vào ngày thứ 6 tuần trước đó và đi qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tối ngày thứ Năm. Các chuyên gia giải thích rằng, do đỉnh lũ của hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm nên việc xả nước ở hạ lưu diễn ra thuận lợi hơn, do đó không đạt cực đại ở Vũ Hán. Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người thiệt mạng hoặc mất tích và thiệt hại 116,5 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế. Mới đây, một đoạn video mô phỏng hậu quả thảm khốc khi đập Tam Hiệp vỡ, gây ra trận lũ kinh hoàng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý rất lớn của người dân Trung Quốc. Mới đây, tờ Taiwan News đã đăng tải một đoạn video gây tranh cãi có nguồn gốc từ trang tin tài chính Trung Quốc Kaline. Đoạn video đã mô phỏng tình huống sẽ xảy ra khi đập Tam Hiệp vỡ và gây ra trận lũ lụt kinh hoàng. Các thông số như tốc độ chảy của nước, chiều cao nước lũ và các địa điểm chịu thiệt hại cũng được ghi lại trong đoạn mô phỏng. Các tác giả của video nhấn mạnh rằng đây chỉ là mô phỏng dựa trên các ước tính và không phản ánh tình hình ngoài đời thật. Đập Tam Hiệp trong video cao 181m so với mực nước biển dài 2,3km. Mực nước trong hồ chứa cao 175m với khả năng chứa 39,3 km³ nước. NASA mới đây đã đăng tải hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp và đập các châu Bá đã xả lũ vào hồi đầu tháng. Từ khi đợt gió mùa ở châu Á bắt đầu, mưa lớn đã đổ bộ Trung Quốc, đẩy mực nước ở các hồ, sông lên ngưỡng kỷ lục. Đặc biệt, lụt lội ở hạ lưu sông Dương Tử đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Sông Dương Tử là sông dài nhất của châu Á, trải dài 6.300 km, xuyên suốt Trung Quốc. Cùng với hệ thống phụ lưu và hồ, hệ thống sông đã có nhiều thay đổi khi Trung Quốc xây dựng nhiều công trình nhằm khai thác thủy điện, trữ nước để sử dụng tưới tiêu và kiểm soát lũ lụt. Hiện tại có hàng chục nghìn hồ chứa nước và vô số con đập ở dọc sông Dương Tử. Trong mùa hè năm nay, nước lũ đã được giữ lại bởi 2.297 hồ chứa trong vùng, bao gồm hồ chứa sau đập Tam Hiệp. Trong nỗ lực điều tiết dòng chảy của nước lũ, đơn vị vận hành đập có thể xả lũ thông qua các cổng xả tràn. Hoạt động xả lũ này có thể được thấy qua những bức ảnh vệ tinh được NASA cung cấp. Các bức hình đã được xử lý màu sắc lại để nhìn rõ các dòng nước lũ hơn. Khi dòng chảy trôi xuống các cửa xả, dòng chảy sẽ có màu trắng ở trên ảnh. Các hình ảnh vệ tinh được chụp hồi tháng trước, khi các con đập đối phó với đợt lũ lớn đầu tiên, đợt lũ lụt nghiêm trọng thứ hai được truyền thông Trung Quốc gọi là trận lũ số 2, đã tấn công khu vực vào tháng này. Theo tập đoàn Tam Hiệp, mực nước trong đập đã đạt mức kỷ lục 164,18m vào ngày Chủ nhật. Kỷ lục trước đây từng ghi nhận là 163,11m vào năm 2012. Đập này được thiết kế để chứa lượng nước với độ cao 175m. Trước khi Trung Quốc đón nhận mưa lớn phá kỷ lục nhiều năm liền vừa qua, thì Bộ Thủy lợi của nước này đã tổ chức huấn luyện phòng chống lũ trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử. Đợt huấn luyện lấy bối cảnh Hồng Thủy, lũ lớn năm 1984 trên sông Dương Tử bao gồm các hoạt động điều tiết hệ thống hồ chứa, vận hành đê điều, vận dụng các vùng phân tán nước lũ ở trung và hạ lưu. Mục đích của chương trình là phát huy đầy đủ vai trò điều tiết của nhóm hồ chứa ở thượng nguồn sông với đập Tam Hiệp, làm trọng tâm phối hợp với các công trình liên quan nhằm giảm thiểu tổn thất do nạn lụt. Hệ thống phòng chống lũ trên Trường Giang đã liên tục được gia cố kể từ sau Đại Hồng Thủy mang tính lịch sử vào năm 1998. Bên cạnh dự án Tam Hiệp được hoàn thiện và đưa vào sử dụng toàn diện từ năm 2006, trong bản phương hướng sách lược phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai ở Trường Giang trong thời kỳ mới vào tháng 2 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngụy Xuân Trung cho biết, hiện các địa phương ở lưu vực sông này có hệ thống đê điều dài khoảng 34.000 km, ở trung và hạ lưu sông có 42 vùng phân tán, cho phép hấp thụ dung tích nước lũ vượt mức vào khoảng 59 tỷ mét khối. Tuy nhiên, ông Ngụy chỉ ra, bất chấp năng lực chống lũ đã nâng cao, khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Lượng xả nước an toàn của lòng sông ở trung và hạ lưu Trường Giang so với đỉnh lũ vẫn còn chênh lệch lớn.
Đập Tam Hiệp có dung tích ngăn lũ lên đến 22,15 tỷ mét khối, nhưng nếu so với lượng nước lũ vượt mức ở Trung và Hạ Lưu Trường Giang thì dung tích này chỉ là mối bỏ bể. Ông Ngụy cho biết, nếu gặp phải nạn lũ như năm 1954, hệ thống hiện nay của Trung Quốc sẽ còn phải xử lý một lượng nước lũ vào khoảng 34 cho đến 40 tỷ mét khối từ dòng chính sông ở Trung và Hạ Lưu. Ngoài ra, khả năng chống lũ của các hồ và sông nhánh của Trường Giang không cao, ông Nguyễn Trung Sơn nêu, đặc biệt là đầu tư vào đê điều ít, phần lớn chưa đạt tiêu chuẩn. Sau khi hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa kiểm soát nước ở thượng nguồn Trường Giang vận hành, việc xả lũ xuống đã dẫn đến xói mòn về dài hạn ở Trung và Hạ Lưu sông, gây sạt lở ở một số đoạn sông, tạo thành rủi ro cho an ninh đê điều và dòng nước. Tổng công trình sư thuộc Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Trọng Chí Dư nêu ra vấn đề chủ yếu tồn tại trong công tác ngăn lũ ở Trường Giang hiện nay, gồm thiếu hụt quy hoạch mới dẫn dắt, xây dựng và quản lý tốt các vùng phân tán lũ. Tình trạng sạt lở bờ sông ở giọng chính Trường Giang gia tăng và vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân ở các khu bờ sông. Ông Trọng Sĩ Dư phát biểu khi tham dự lưỡng hội kỳ họp Quốc hội và Chính nghiệp Toàn quốc Trung Quốc rằng, cùng với việc Tam Hiệp và loạt các hồ chứa để kiểm soát nước ở thượng nguồn, Trường Giang lần lượt hình thành tình hình chống lũ ở hạ nguồn sông có thay đổi sâu sắc. Ông cho rằng nhà chức trách cần phân tích một cách có hệ thống các điểm yếu kém trong lĩnh vực chống lũ ở Trường Giang, đưa ra xem xét lại các tiêu chuẩn về ngăn lũ ở lưu vực sông, tái tổ chức hệ thống chống lũ lụt và thực hiện quy cách có tính tiền trạm. Ông Trọng Sĩ Dự kiến nghị giới chức đẩy nhanh xây dựng và điều chỉnh các vùng phân tán lũ nhằm củng cố hoạt động ứng phó với tình trạng sạt lở sông, đồng thời cho ra đời cơ chế quản lý bảo vệ người dân đôi bờ. Ông Trình Hiểu Đào, cựu phó chủ nhiệm thường trực Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng Phòng chống giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định, các tồn tại trong lĩnh vực chống lũ Trường Giang hiện nay không còn đơn thuần là giải pháp quản lý các vùng phân tán lũ, mà cần điều chỉnh toàn bộ luật phòng chống lũ lụt của nước này. Đạo luật được ban hành từ thập niên 1990 nhằm thích nghi với những điều kiện mới. Kính thưa quý vị khán giả, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra sáng sớm nay tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 60 người bị thương. Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Hơn 2.900 nhân viên cứu hộ đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Trận động đất cách thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên gần 200 km và thành phố Trùng Khánh chỉ 124 km. Nên có thể cảm nhận rõ rệt độ rung lắc. Theo số liệu thống kê, trong vòng 200 km tính từ tâm chấn đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong vòng 5 năm qua. Một trận động đất có cùng cường độ 6 độ Richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân, cách tâm chấn lần này 105 km ngày 17 tháng 6 năm 2019. Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ Richter xảy ra ở huyện Vấn Xuyên thuộc tỉnh này hồi tháng 5 năm 2008. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời bổ đắp. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.